Hôm nay về thì nghe nói tiệm Việt Nam gần nhà có ổi với xài, để bữa nay tấp vô coi thử coi sao. Ổi kỳ này thì trái to thiệt nhưng mà nghe cái giá thì hơi bị choáng xíu. 1 kg 1 sen 800 mấy chục yên, tính ra là khoảng 300 cành đó. Định lấy nửa ký ăn thôi, trong bụng là nghĩ cũng nhiều mà ai nhà cân lên được có 2 trái. Hai cái trái ổi có bề lớn thôi đó mà hết 150 chục cành. Mấy cái trái cây bên Nhật này thì tới mùa mới có chứ không phải lúc nào cũng ăn được đâu. Bên này mà có được cái hao trái cây vậy là mừng gớt nước mắt á chứ. Hên sao mà bữa nay ngay ngày nhận được đồ ăn tiếp tế của ba mẹ gửi sang luôn. Mà phải công nhận là họ bên đây vận chuyển rất là chu đáo. Mấy cái loại nước chấm của mình thì họ bọc lại rất là kỹ càng. Nhà mình thì đó giờ chỉ gửi vận chuyển bên Giáp Lê này thôi. Gom đơn tư vấn gõ gàng từ lúc nhận cho tới lúc giao luôn nha. Vận chuyển Giáp Lê thì không chỉ gửi sang Nhật mà có cả Hàn, Đài, Mỹ, Úc và Canada nữa. Không chỉ vậy mà còn có mua hộ tạp hóa trên các sàn. Nên ba mẹ mình toàn gửi ở đây riết mà quen luôn mà. Mình chỉ đợi cái hũ nước chấm thần thánh này bữa giờ để gửi sang để chấm ăn trái cây. Mà không phải là trái cây thôi đâu mà mình thấy chấm bất kỳ một cái gì cũng ngon hết trơn. Nãy giờ thì đang lục giò trượng, này là nồi nước thứ hai rồi đó. Tuy là hôm nay chỉ ăn một cái món đơn giản thôi nhưng mà mình nóng lòng từ bữa giờ. Xoài non bao tử mà chấm vô cái muối ớt sệt sệt vậy thì còn gì bằng. Còn cộng thêm cái món chèn heo nữa, không biết mọi người có ăn cái này chưa ha. Kiểu hình dạng thì nó giống cái phèo nhưng mà ăn vô nó giòn giòn ngon dữ lắm. Mà được cái là để nguyên vậy ăn luôn, không có cần làm sạch bên trong. Đặc biệt là cái món này càng ăn từ lên cái cuốn ở trên á là nó càng giòn. Nghe nói món này ở Việt Nam cũng khó kiếm dữ lắm á. Chèn heo mà ăn mấy cái loại nhỏ nhỏ như vậy nó dính dữ lắm mọi người ơi. Cái món này mà ngon thì cũng nhờ vào một cái phần cái chén nước chấm nó quá là cay. Mình thấy chấm cái gì cũng hợp hết, nhất là đặc biệt mấy cái món trái cây mà chua chua. Bởi vậy người ta hay nói cái câu mà ngon hết nước chấm quả thiệt là không có sai. Nãy gót ga sợ nhiều quá ăn không hết nhưng mà chắc giờ là ăn không có đủ đâu rồi đó. Cái ổi này thì như là cái ổi xá lị vậy đó, ăn nó giòn mà nó ngọt. Còn xài bao tử thì nó cũng giòn nhưng mà không có bị chua quá đâu nha.